Lâu quá rồi không hướng dẫn mọi người một cái tút hướng dẫn nào cả. Bây giờ mình thấy Substance đã có một cái tút mới này. Bạn nào mà dùng cái phiên bản 8.3, phiên bản mới thì mình sẽ có một cái bitmap này. Bình thường mọi người vào cái bitmap này nó không có cái ô giống như này. Nhưng mà bây giờ nó có cái phần mới hơn. Thì phần mới hơn khi mọi người bật lên nó sẽ ra như thế này. Nếu mà bây giờ mình có cái con Hyperboli, mọi người lót cái con Hyperboli vô đây. Ví dụ như mình lót cái con Hyperboli này thì mọi người sẽ thấy có cái khung. Thì cái khung này nếu mà bình thường mọi người sẽ cứ như thế này này, không thấy gì hết. Nó có cái thông số, hai thông số này. Đó, nếu mọi người đang bắt mà nó bị lỗi gì đó thì mình tăng giảm thông số này một tí thì nó khỏi đỡ đen. Nhưng mà bây giờ nó có cái khung này để mình biết được là cái thông số mà mình đang setting như này, đó nó có bọc được cái mô đồ của mình hay không. Ví dụ như bình thường cái mô đồ của mình nó đang như thế này đây, thì mình chỉnh thông số như thế này mọi người cũng sẽ không có thấy gì cả. Thì mình nhấn bitmap đi, đó thì cái file của mình nó sẽ bị đen, nó bị hư. Lúc nãy mình có kéo xuống nó bị thấp á, đó nó không lấy đủ cái mô đồ, cái con lâu á nó không lấy đủ con hai nên nó sẽ bị đen những cái trường hợp như thế này này. Thì lúc mà mọi người các phiên bản cũ á mình đen thì mình chỉ cần thay đổi thông số này một tí xíu cho nó to ra hay là nó nhỏ lại gì đó thì nó bớt bị lỗi hơn. Thì cái đó kiểu như mình làm kiểu tâm linh, nó rất là mù mắt. Còn bây giờ nó có cái này nó rất là sướng, rất là tốt luôn này. Thì cho mình chỉ cần mình kéo cho cái con thường khi mà mình bắt á nó sẽ tạo cho mình một cái con lâu ảo. Cái con này nó gọi là cây kia á, mình bọc nó ra khỏi cái con Hyperboli, kiểu bọc nó vừa đủ là được, nó không có bị đỏ lại này. Đó bây giờ mình kéo này đỏ. Ở trong này mình có thể setting được những cái hình ảnh đó luôn nha, nhưng mà cứ để mặc định đi cũng được, nói chung là mình hiểu là được rồi. Thì khi mình kéo nó vừa bọc hết như thế này này, như vậy là mình nhấn bitmap lại thì cái file của mình nó sẽ tốt hơn, nó không còn đen nữa. Thì cái trường hợp mà có những lúc á mình tăng cái thông số này mà cái thông số này nó bị lố quá đi, nó làm cho cái file của mình nó cũng hư nhiều hơn nữa. Nó nhiều trường hợp như thế này mọi người thấy này, nó bắt rất là tốt luôn, nó không có bị lỗi gì hết. Còn bình thường kiểu như mình thấy số mà nhỏ quá nó lỗi, mình tăng thông số mà nó bự hơn một xí đi, ví dụ như trường hợp nó bự nó gây lỗi này, là ví dụ cái áo này cái thông số của nó vượt, nó rộng quá nè, đó cái chỗ này nó rộng lên ở trên này, như vậy là nó rộng lên trên này nó dính luôn cái thằng áo khoác này, nó sẽ đưa xuống phía dưới. Rồi những cái chỗ này cũng vậy, cái quần này nó rộng quá lên cái nó đụng luôn cái túi. Thì đó là những cái thông số mà khi không có cái khung, không có cái update lần này nè, thì mình cứ toàn là tâm linh vậy đó, cứ mình bắt đi lỗi rồi xong mình tính tiếp, hoặc là mình qua bên Photoshop á mình sửa. Nè bây giờ mình sẽ bắt tiếp cho mọi người xem đó. Trường hợp này thì nó sẽ lấy những chi tiết của thằng xa hơn nó dính vào đó, như này bắt đầu mọi người thấy nó lỗi này. Đó cái phần áo này nó bị dính vô bên trong rồi, ngay cả những cái túi này cũng vậy này. Đó cái túi này nó sẽ ăn vô như chỗ này đó. Đó là những cái phần cái khi mà mình lấy cái key nó quá rộng này, cái phần cổ này cũng vậy, nó ăn vô đó. Nên cái trường hợp mình chỉ cần là mình kéo cái thông số này nó vừa đủ thôi, nó vừa đủ đó, không thấy những cái phần lỗi. Thì khi mình nhấn bắt lại như thế này thì những cái lỗi kia nó sẽ biến mất, đỡ đi đó. Tắt cái này đi đó. Bây giờ mọi người nhìn này, cái cổ nó bớt lỗi hơn này, nó bây giờ nó lỗi chỗ sát này thôi, rồi ngay cái chỗ áo này này phần trên nó cũng không dính tới phần dưới đó. Như vậy mình có một cái con bully ít lỗi hơn đó. Đây là những cái, đây là cái update mới mà mình cảm thấy rất là hay. Cái phần này mình có thể những cái phần mà kết nối vô với nhau này này, mình có thể ngắt cái link này ra nha, cái link setting này này. Đó mình có thể thay đổi cái con trên thì con dưới nó không có đi theo. Ví dụ như đôi lúc cái con dưới của mình nó khớp cái con Hyperboli hơn, mình cần cái thông số cái lồng này nè cho nó nhỏ hơn lại á, thì mình cũng có thể điều chỉnh được. Chứ hai cái mà cứ nó đều đi chung với nhau này thì có một vài chỗ nó không có thích hợp lắm. Ví dụ như ở phía dưới này là mình làm con Lowboli nó khớp với con Hyperboli này, thì mình chỉ cần tăng giảm cái thông số này sơ sơ thôi, nhưng mà trên áo này thì mình cần nhiều hơn chẳng hạn đó. Nói chung mọi người nên download cái phiên bản mới này về để bitmap. Thì những cái phần mà bắt này nè nó giống như ở bên phần mà Marmoset á, còn giờ nó có update này thì quá tốt rồi đó. Mong rằng cái
Clip này sẽ giúp cho mọi người biết thêm một cái update mới khá hay.